tức là nó giảm đâu đấy được khoảng độ rẻ được khoảng 1/3 đúng không? Thì cái này thì về cho các bác thì nó chỉ có là chẳng hạn đây 60 triệu, thì cái này nó chưa đến 20 triệu, nó rẻ hơn cái của rẻ, tức là rẻ gấp 3 lần đúng không ạ? Hello, xin chào các bác. Chào các bác đến với kênh YouTube của em Quyết Nguyên Japan. Chào các bác, thì hôm nay em Quyết lại đang lang thang đi lấy đồng hồ cho các bác đây. Hôm nay thì là một ngày đặc biệt, bình thường thì em Quyết chỉ được nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật thôi, học chủ nhật thì ngày cuối tuần em đi thôi. Còn hôm nay thì là em Quyết đi lại vào cái ngày là ngày thường. Hôm nay Quyết đi vào ngày thứ hai, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2024. Thì em vừa đi ra khỏi ga tàu xong, đang lang thang mệt quá thì ngồi nghỉ một tí, quay tí cảnh phố Nhật Bản cho các bác xem nhé. Em Quyết đang ngồi ở tại đây, tí sẽ gần cửa hàng này, gần đây rồi, quay cho bác xem một đoạn ở cái khu vực phố tại Nagoya, Nhật Bản. Em Quyết đang ở Nagoya mà đây, phía sau em chính là cái khu cảnh khu phố đây. Đây là ngã tư đèn đỏ các bác nhé, đó là ngã tư đèn đỏ này. Đấy. Quay cầm sau cho các bác xem nhé. Đây còn em đang ngồi, quay cầm trước ở đây, đang ngồi ở khu vực này. Đây các bác này, giờ tăng tầm ở Nhật Bản thì đây, ngã tư đây các bác này. Đây là hôm nay là còn là ngày ấy nhá, ngày đầu tuần đấy. Ngày đầu tuần thì là mọi người cũng đi làm, thì là giờ tăng tầm này cũng là bình thường thôi. Còn nếu mà ngày cuối tuần mọi người đi chơi ấy, thì là nó sẽ đông hơn nữa. Đây này, để chỗ ngã tư này. Bên kia là những cái chính là cửa hàng đồng hồ Thụy Sĩ đó các bác. Kìa các bác này. Đấy, đây là những cái trung tâm thương mại rất là lớn ở tại Nhật nhé. Đây, tòa nhà cao chót vót luôn, em vừa có zoom xa lên các bác xem. Đây, tòa nhà cao thì chót vót luôn đẹp. Đấy, nó cao đến cũng chả có căng ngang ở căng Nam ở Việt Nam thì mình không? Ở Hà Nội không? Các bác xem ạ. Còn bên kia cũng là một tòa rất là lớn. Đó. Đây là quang cảnh buổi chiều tại Nhật này các bác này. Từng đoàn người, từng đoàn người. Ở bên Nhật Bản bây giờ thì cũng đang là vào mùa hè các bạn, đang nóng lắm. Nhật đang vào mùa hè, đang rất là nóng. Ở bên kia thì có những khu cũng có dịch vụ phòng hát karaoke các thứ này. Các bạn thấy không ạ? Karaoke. Đấy. Mà viết bằng chữ tiếng Nhật các bạn nhé, bằng chữ cứng tiếng Nhật, gọi là karaoke. Đây thì khu vực của chúng em ở này thì nó là thành phố Naoja, nó toàn cũng toàn nhà đấy các bạn. Toàn nhà với phố thôi. Chiều giờ tăng tầm ở tại khu vực này. Người đang đứng chờ đèn đỏ. Ở bên này được cái là giao thông ấy thì là nó toàn chủ yếu là xe ô tô mới lại đi tàu nhiều các bạn. Cho nên là nó không có ách tắc, tuy là đường phố nhưng mà nó không ách tắc nhiều như ở khu vực chẳng hạn như phố Hà Nội hay là bên Việt Nam mình. Ở bên này người ta di chuyển bằng tàu điện là nhiều các bạn nhé. Tàu điện là nhiều, thành ra là xe ô tô tuy rằng là nó cũng có người ta giao thông nhiều nhưng mà nó cũng không 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 cái lượng người giao thông ấy nó không chiếm cái số lượng nhiều bằng bằng người ta đi lại bằng tàu điện, bởi vì tàu điện bên này nó rất là tiện, đi nó cũng rẻ, nó an toàn. Là quang cảnh khu phố buổi chiều ở tại Naoja và các bạn, em đang ngồi gần ga đây. Ở gần ga đây thì tôi ngồi nghỉ một tí thôi, bây giờ em sẽ đi lên ấy nhá. Bây giờ em sẽ đi vào cửa hàng, đi vào cửa hàng thì bây giờ em quyết xe đi vào cửa hàng đây. Bây giờ là gần 7 giờ rồi. Những cái mẫu giảm giá nhiều này chỉ có một hoặc hai chiếc thôi, thậm chí là chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Đó. Thì bây giờ thôi em sẽ đi vào cửa hàng nhá. Vào cửa hàng xem thử nha, như thế nào thì em sẽ lấy hàng, sẽ đăng video lên giới thiệu cùng toàn thể mọi người nhá. Các anh chị có yêu mến em Quyết thì xin hoan hỉ vui lòng đăng ký kênh, hay nhấn vào nút chuông thông báo và nhấn nút like, nút thích để mà ủng hộ kênh cho em Quyết Nguyên Japan nhé. Em Quyết xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng em Quyết. Em Quyết chúc toàn thể quý cô chú anh chị cùng gia đình luôn luôn có sức khỏe dồi dào và gặp nhiều những điều may mắn trong cuộc sống mọi người nhé. Rồi bây giờ em Quyết sẽ đi vào trong cửa hàng đấy ạ. Mọi người chờ em một chút, em vào trong đấy thì em sẽ ngó nghiêng xem rồi em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tình hình là rất tình hình các bạn. Đây đây gọi anh áo xanh ở đây là lấy nhá. Đấy. これ1個とこれ1個はいこれもこれも多分これもね3つうんとりあえずこ
後で、全部。はい。ありがとうございます。はい。あとでこれ自分で調べて、つけ、一緒にしてね。OK です。OK。うん、買います。Thì các bác nhá, đây em sẽ lên lấy ba cái chiếc đồng hồ của nhà Friday Conta này. Thì đây lấy ba chiếc dây da nhá. Đây này, một chiếc Demi vàng này và hai chiếc này nhá, đang giảm giá rất là tốt. Thì tí nữa em sẽ ra em quay cái giá cho các bác xem. Thì là sẽ đầu tiên sẽ mua ba chiếc này, xong rồi là để tí nữa cái nghiên cứu thêm nhá. Tí nữa sẽ nghiên cứu thêm xem có con nào hợp lý hơn thì sẽ lấy thêm nhá. Con nào hợp lý nữa thì sẽ lấy thêm, nhưng ba chiếc này là ba chiếc rất hợp lý đấy. Đó, ba chiếc này thì vô cùng là ok. Đấy, để em nghiên cứu thêm xem nào, để ngắm thêm các bạn, để ngắm thêm có con nào không. OK です。うん、あとでさ、あっち行く？あっち行く。あの箱がさ、こちら2個しかないからさ。はい。あの1個あっちでもらっても。あ、俺 OK です。ちょっと電話するからちょっと待ってて、ね。はいはい。うん。OK は渡すから。うんうん。箱だけ。うん、ありがとうございます。うん。あと向こう成功。うん、見に行くやつ。見て。うん。あのついでに成功もお願いします。あ、ちょっと電話する。うん、電話待って。うん、お願いします。大体em sẽ lấy ba chiếc đấy. Để lấy tạm thời lấy ba chiếc đấy đã. Để ngắm thêm vào cái mẫu này cho cái nào ok nữa thì là lấy luôn. Cái mặt màu đen này chắc cũng khi lấy luôn cái mặt màu đen này. Mặt đen màu thép trắng này. Thôi tạm thời lấy cái kia đã. Ở đây bạn này. Đây mấy bạn này cũng khá là ổn các bạn. Xem nào. Đây nha, em quay cho các bác xem mấy cái bạn này nhá. Xem mấy bạn này xem nào, các bác có lấy được bạn nào không? Đây nhá, em sẽ quay cái video, quay cam ở đây nhá. Quay cam ở trong đằng sau này xem cho các bác xem nhá. Đây này. Cái này có mấy bạn này đang giảm giá 57% này các bạn này, mặt vuông. Đấy, giá là đang giảm giá 57% nhé. Thì những cái bạn này về lên quanh đâu đấy nó chỉ có khoảng đâu đấy khoảng trên dưới 20 thôi. Đó. Ở bên này thì có hai bạn này là máy cơ automatic. Và cái bạn mặt màu đen này đang được giảm giá 70% thì là còn có 88.000 yên thì đâu đấy nó khoảng độ thuế phí về nó đâu đấy khoảng độ tầm độ trên 17 triệu, một tí 18 triệu các bác nhé. Đây còn bạn này thì giảm giá được có 54% thôi. Thì giá mới niêm yết của nó là 302.000 yên, tức là nó rơi ở đâu đấy khoảng 60 triệu. Nó rơi ở đâu đấy khoảng 60 triệu. Đấy thì đấy tí em sẽ cân đối thêm cái bạn này nữa. Thì em sẽ cân đối thêm cái bạn nữa xem là có lấy cái bạn này không nhé. Đấy. Và ở trên này thì đang có mấy cái bạn mặt pin này nữa, thì ở đây có mặt cái bạn mặt màu đen trắng này. Ở bạn mặt pin vàng thì tí sẽ cân đối lấy thêm cái bạn này, có thể lấy thêm bạn này vì bạn này đang giảm giá 73% rất là rẻ. Đó. Đấy thì là xem mấy cái đấy thì sẽ dành cho các bác thích đồng hồ tiến sĩ nhưng mà giá nó lại rẻ rẻ đấy. Thì không có bạn này là 88.000 yên này, thì là bạn này cũng là ok này. Giá của nó là 302.500 yên mà bây giờ nó giảm giá 70% là còn có 88.000 yên thôi, tức là nó sẽ còn đâu đấy thuế phí về nó sẽ là tức là nó giảm đâu đấy được khoảng độ rẻ được khoảng 1/3 đúng không? Thì cái này thì về cho các bác thì nó chỉ có là chẳng hạn đến 60 triệu thì cái này nó chưa đến 20 triệu, nó rẻ hơn là cái của rẻ, tức là rẻ gấp 3 lần đúng không ạ? Đấy. Thì hôm nay có mấy cái mã này giá rất là tốt nha các bác nhá. Mấy con này giá rất là tốt luôn. Thì hoặc là cái bạn này cũng giảm giá 51% này các bác này. Máy cơ automatic nhé, bạn này thì nó còn loanh quanh đâu đấy khoảng độ trên dưới 50. Đấy, trên 50. Đấy, thì còn thấy mấy bạn này giảm giá như bạn này là 73% thì bạn này lấy được này. Bạn này tí em sẽ cân đối lấy thêm bạn này nữa. Đấy, máy pin thì như vừa đây em đã nói chuyện với các bác là em có hỏi cái anh kia thì anh bảo là máy pin thì sẽ là được bảo hành trong 2 năm thì 2 năm thì được sẽ được thay pin miễn phí. Đó. Anh em sẽ được thay pin miễn phí nhé. Mà đã đem mặt nạ ra đây cả. À, hay, đây rồi.
Ngoài ra thì bây giờ t-shirt thì sao nào? T-shirt ở đây thì đây như các bác này thì đang có mẫu này giảm giá 40% này. Đây mẫu này giảm giá 40% nhé. Ở giá của nó đang có giá đây là về nó loanh quanh của độ 20. Đây là một đôi t-shirt đây, giảm giá là 40% đấy. Đấy thì hai mẫu này lấy là cũng là ok đấy các bác này. Đấy. Thì còn lại thì là hôm nay thì tại chiếc cửa hàng này thì không có cái mã giảm giá nhiều. Đấy, ở đây thì t-shirt thì chưa có mã giảm giá nhiều nhé. Thì hôm nay đang có FC. Và đi đây con tan đấy thì là nó đang có mấy mẫu giảm giá đấy. Khá là ok. À đây này có con Hamilton này. Còn Hamilton giảm giá 49% các bác này. Đây. Và này các bác nhá. Và này là giảm giá 49% này các bác này. Đó, giảm giá 49% luôn các bác nhá. Giá của con Hamilton này về bây giờ nó lên quay khoảng độ trên 17 triệu một chút thôi là giá về tận tay. Là đây là em quyết đang tính cả thuế phí của về cho các bác nhé. Là Hamilton là nếu bác nào chơi về dòng này thì là sẽ rất là ok. Còn là bác nào mà chơi mặt vuông lại quay trở lại đây bởi vì cứ nhìn mấy cái giá này nó giảm giá 57% là dễ thích rồi. Đấy. Cứ thấy giảm giá 57% là quá rồi các bác. Chưa biết là nó như thế nào. Thì nếu mà các bác chơi cái dòng lên quay khoảng dưới 10 triệu thì chả có lý do gì các bác không lấy mấy cái dòng này của TC cả đúng không? Đây là máy pin nhưng mà giảm giá rất là nhiều này, 73% các bác này. Đây này, nó là 115.000 yên nhé. Tức là nó rơi đấy khoảng độ trên 20 triệu, bây giờ nếu như bàn này về nó chỉ có khoảng trên 7 triệu thôi. Đấy, hay là bàn này thì cũng khoảng độ tầm 13 triệu thôi. Và giá của nó là khoảng độ gần 25, 26 triệu các bác nhé. Đấy, giảm giá một nửa đấy các bác. Không làm sao mà phải cứ cơ cái làm gì các bạn. Các bác chơi những cái chiếc đồng hồ này chỉ còn nó 2-3 năm thì nó hết pin thì là mình chỉ cần thay một quả pin vào thôi. Đấy. Đây hoặc là những cái chiếc máy cơ này các bác này, đây này, cho các bác xem này. Giá của nó là 302.500 yên nhá, giảm bởi giá 70% còn 88.000 yên nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Giảm 70% những cái chiếc đồng hồ này những giá của nó toàn là 6-70 triệu cả thôi. Toàn 6-70 triệu mà bây giờ nó còn chưa đến 20 triệu. Đấy, còn cái chiếc bên trắng này, hai bàn này nó giống như nhau nhé. Hai bàn này nó giống như nhau nhưng cái chiếc mặt bàn trắng này thì giảm giá ít hơn này. Cái chiếc bàn còn bàn màu đen này thì được giảm giá nhiều hơn. Đó. Bàn này thì thiết kế đơn giản thôi, nó chỉ có 2 kim một lịch thôi nhé. Các bác có thể thấy này, mặt màu đen piano nhé. Rất rất đẹp luôn ạ. Không có lý do gì mà những cái mẫu này mình không chơi cả. Còn đồng hồ thì nhiều lắm các bác. Đồng hồ thì vô vàn đồng hồ luôn. Đồng hồ nhiều vô kể. Đồng hồ thì ở đây thì mẫu nào cũng có, cái gì cũng có luôn. Tủ của Longines. Tủ của Longines. Đó. Longines thì hôm nay ở đây có mẫu nào giảm giá tốt không? Longines ở đây đang có một cái bàn mặt màu đen này, giảm giá 51%. Đây này, anh nhân viên đang đóng hộp cho anh em chúng ta ở đây. Đấy, đang đóng và ghi thông tin bảo hành các thứ nhá. Thì là tí em sẽ thanh toán và sẽ ra lên tay giới thiệu của các bác luôn. Cái chiếc kia kìa, cái chiếc kia nó đang ở trong hộp, nó đang có một cái tặng kèm một cái con thuyền rất là đẹp nhá các bác nhá. Tí nữa em sẽ lên tay giới thiệu của các bác. Đó. Anh nhân viên đang đóng hàng cho anh em chúng ta. Bây giờ cái này có đủ không? Đây nha các bác nhá. Tiền thì vẫn là thanh toán bằng tiền nhật cho các bác đấy. Đấy. それ袋が1枚いいですか。それ重たいで何とか。切っちゃいます。あ、ビニール。ビニールがいい。ビニールがいい。あ、でビニールお願いします。すいません。いやいや。あと向こう連絡しましたか。向こう連絡しました。ありがとうございます。あと成功。大丈夫。あ、ありがとうございます。Em có đi sang bên kia lấy một chiếc xe cô nữa các bác, lấy một chiếc xe cô cho bác khách nhé. Chả biết là có đủ kịp thời gian để lên video với bác ngay ở trên cửa hàng này không. Bây giờ 8 giờ cửa hàng 9 giờ đóng cửa thì là sẽ xong ở đây thì sẽ sang bên kia lấy xe cô ấy, sang bên kia lấy xe cô thì ok cái là sẽ ấy luôn.
あ、時間がギリギリですね。ごめんね。この辺り、10人使っていい？うん。Thưa quý vị, mọi người đều có thể nhận xét ra cái bàn này, sẽ ra ngoài bàn này, quay video được không? Xem. Bữa nay em một tí. Arigatou gozaimasu. Đây đồng hồ thì em quên đang cầm ở đây rồi. Em quên cầm sao rồi quên. Đầu tiên em quyết sẽ lên giới thiệu của các bác một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, đến từ thương hiệu Thụy Sĩ của quý vị các bác nhé. Bàn này thì là gọi tắt là FC hay là còn gọi là Friday Contan. Bàn này là FC303RM6B6, giá bán niêm yết của hãng là 190.000 yên, chưa bao gồm thuế quý vị nhé, mọi người phải cộng thêm thuế nữa. Thì giá loanh quanh, nếu mà cộng thuế vào thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng độ 42-43 triệu, chưa thuế phí về. Đó, và giá trên thị trường thì như bàn này thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng độ 47-48 triệu, nhưng mà không có hàng đâu bác ấy nhé. Bởi vì là bàn này là bản giới hạn đấy, bản giới hạn 2888 chiếc của nhà FC quý vị nhé. Đây chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ to như vậy đây, và cái giấy tờ này là giấy tờ bảo hành nhé, ở tại Nhật, là ở cửa hàng luôn ạ. Đây là bàn này đang có em mua vào ngày 29 tháng 7 2024 đấy, và được bảo hành 2 năm nhé các quý vị nhé. Bảo hành 2 năm thì ở đây là giấy tờ được bảo hành ở tại Nhật đấy. Ngoài ra thì bên trong thì hộp thì nó sẽ có giấy tờ bảo hành quốc tế đấy quý vị nhé. Đây hộp thì chúng ta mở ra, chúng ta phải nhấn vào cái nút này, núm này, xong rồi là sẽ mở lên, bởi vì bàn này là một bản giới hạn hơn 2.000 chiếc, 2.888 chiếc thì phải đó. Và trong này sẽ được tặng thêm một cái du thuyền các quý vị nhé. Ngoài ra bên cạnh chúng ta sẽ có những cái hộp sổ thẻ bảo hành quốc tế nữa. Đây ạ, thì tất cả trong này là đều có đầy đủ quý vị nhé, sổ sách hướng dẫn đó, bảo hành quốc tế, thì là tất cả mọi cái là nó đầy đủ, nó không thiếu gì đâu quý vị ạ. Thì em sẽ lên tay nhanh giới thiệu cùng mọi người cái bạn này là một bạn rất là đẹp và cũng như là hiếm ở trên thị trường quý vị nhé, bởi vì là trên toàn cầu nó chỉ có hơn 2.000 chiếc thôi đó, và được tặng thêm một cái du thuyền nhìn rất là đẹp đúng không ạ, có cờ của Thụy Sĩ đàng hoàng luôn đó. Cái hộp thì ở bên ngoài là một hộp gỗ rất là lớn nhé, bên trong có logo của hãng này. Đây là một chiếc du thuyền đó, nhìn bằng gỗ, là làm bằng gỗ, nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp ấy. Dù với phía sau thì đang treo một chiếc cờ của Thụy Sĩ đúng không ạ. Đây trên này là làm, nhìn cái thuyền nhìn khá là tinh tế đấy, đằng trước có một cái lá cờ. Đấy, hộp là một hộp gỗ màu nâu nhé, một hộp cánh màu kiểu một cánh gián đấy. Đấy, bên cạnh này thì chúng ta sẽ để cái đồng hồ. Chiếc thuyền này làm khá là tỉ mỉ, em thấy họ gắn khá là chặt ở cái này nhé. Thì nếu anh em nào về chơi thì anh em sẽ tháo ra và sẽ để trưng bày ở bàn hay là tủ, rất là đẹp. Dưới này thì họ làm chi tiết cả bánh lái, cả cánh quạt nữa, là đầy đủ. Đó, một chiếc rất là đẹp, lá cờ phía đằng sau. Đó, đằng trước này có một cái lá cờ hình kiểu hình đuôi nheo này, kiểu hình cánh buồm ấy. Đó, biểu tượng của cái chiếc đồng hồ này. Thì là nó sẽ là một chiếc bản là đặc biệt quý vị nhé, bản gọi là bản giới hạn đấy. Đây thì nhân vật chính của anh em chúng ta ngày hôm nay là đây. Đây bạn này đang có một cái thẻ tag cho các bác xem cái mã của bạn này là FC303RM6B6 quý vị nhé. Đó, máy cơ automatic. Bạn này thì có rất là nhiều những cái hay ở trên bàn này, em quyết sẽ cùng lên tay giới thiệu cùng toàn thể quý cô vị. Trên bàn này thì đầu tiên chúng ta nhìn vào sẽ có một cái mặt dial màu trắng. Như bàn này thì cái mặt dial nó sẽ làm là hai lòng quý vị nhé. Đây ạ. Bàn này thì đặc biệt là trúng nước 100m và chúng ta sẽ có núm screw down. Khi quý vị chỉnh giờ quý vị phải xoáy nó ra và chúng ta sẽ rút núm chỉnh giờ nhé quý vị nhé. Tất cả thì sẽ có đầy đủ những cái chức năng như dừng kim dây khi rút chỉnh giờ hay là mọi cái ở trên bàn này. Ở đây em quyết đo sẽ đo thử cái size kích thước cho các bác xem. Bàn này em quyết đo được size kích thước là 42.7 và độ dày của bàn này là 11.4. Phần càng của bàn này là 52.8 quý vị nhé. 52.8. Ở trên này nó vẫn còn nguyên tem siri lông, có thể là em quyết đo thì nó sẽ nhỉnh hơn một tí so với cái size thực tế, thì chẳng hạn như có xem thì nó sẽ là size 42.5, nhưng ở đây nó còn nguyên tem siri lông, em quyết đo lên thì nó lại lên 0.7, nhưng mà bạn này thì theo thông số là 42.5.
Trên này thì chúng ta sẽ được sử dụng cặp phần cọc số là với cọc Arabic và cọc số Ả Lập. Thì chúng ta sẽ có cái phần em xin lỗi, phần cọc vạch và cọc số Arabic. Thì cọc vạch chúng ta sẽ là những cọc số lẻ, còn cọc số Arabic thì sẽ là những số chẵn. Đó. Kim rơi chúng ta chạy rất là mượt nhé, vì bạn này nó là 26 chân kính, 28.800 thần số dao động và nó tích cót là đâu đấy khoảng 40 tiếng quý vị nhé. Phần ngoài niềng chúng ta sẽ được hoàn thiện thay bóng này và được bên trong chúng ta sẽ được trẻ kẻ phút tỉ mỉ từ năm đánh số từ 5 đến 60 để các bác dễ dàng xem giờ chuẩn đến từng phút. Kim giờ, kim phút chúng ta và toàn bộ 12 bộ cọc số chúng ta sẽ được là đính dạo quang trên này rất là sáng nhé quý vị nhé. Phần kim giờ, kim phút chúng ta sẽ là phần kim nung màu xám. Đấy, phía chữ automatic với góc 6 giờ. Phía góc 36 giờ chúng ta sẽ có phần ô lịch nhá. Với nền đen với chữ trắng. À, với nền chữ đen và nền trắng quý vị nhá. Chữ suýt bên ma dè ở phía góc 6 giờ. Phần càng này thì chúng ta sẽ có phần cái càng nó càng rất là ôm tay, núm chúng ta sẽ có logo này. Bên này thì còn được hoàn thiện phê bóng. Đó. Đây, núm chúng ta sẽ có logo của hãng FC đây. Đấy, không biết là đây các bác có nhìn rõ không? Zoom hết cỡ lên. Thì quay qua một cái điện thoại này thì nó không thể là nó lấy hết được cái phần đẹp của nó nhé quý vị nhé. Không lấy rõ được hết cái phần núm ấy. Đấy. Quay lại trở lại trên phần mặt chúng ta thì bên phía 12 giờ chúng ta sẽ có logo của nhà của hãng này. Bên phía lòng ngoài chúng ta sẽ có cái phần được hoàn thiện với phay xước. Kiểu là chảy tia đấy, phay xước chảy tia. Còn lòng trong chúng ta sẽ được hoàn thiện với những cái ô hình khối ở trong. Đó, nhìn nó cũng khá là đơn giản, ba kim một lịch và những cái ấy thôi. Khóa chúng ta sẽ là khóa đúc đặc nguyên khối và là khóa bướm và khóa dấu dây quý vị nhé. Khóa dấu dây quý vị có thể thấy được kia là nó sẽ không có bị lộ dây ra ngoài khi chúng ta đeo. Và logo hình cái khiên ở dưới này, logo của hãng quý vị nhé. Khóa là khóa bướm đấy, khóa đúc đặc rất là chắc chắn. Ở dưới phần đáy máy của các bác sẽ có những cái thông tin cơ bản ở dưới này. Em Quyết sẽ đọc cùng thông tin này cùng với mọi người. Đó, trực quan chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy một cái hình cái thuyền và cái ô lộ tim, ô lộ máy ở phía góc dưới đáy máy này để chúng ta quan sát được cái độ chuyển động của một chiếc đồng hồ. Ở dưới này sẽ có những thông tin cơ bản nữa, như bạn này sẽ có viết chữ Limited này, đúng không ạ? Chữ Limited và bản này là trên tổng trên toàn cầu là có 2.888 chiếc thôi. Và chiếc của em đang là chiếc 1095 nhé quý vị nhé. Chiếc là đang chưa chiếc 1095. Mã là FC303RMS6B6 nhé quý vị nhé. Đó. Fridecontan. Xuyên viên Maze. Chống nước là 10 ATM. Tương đương 100 mét nước. Đó. Và bản giới hạn là 2888 chiếc. Đó. Giờ đài máy này thì là mọi cái nó vẫn còn nguyên tem siêu lông nhé quý vị nhé. Không em xin phép là em không bóc cái lớp siêu này ra, thì là để bác nào bác mua thì là sẽ về các bác sẽ tự bóc siêu thôi. Đấy, ô lộ tim phía góc dưới này chúng ta quan sát cái bộ máy chuyển động của một bộ máy đến từ thương hiệu Thụy Sĩ quý vị nhé, với 26 chân kính và 28.800 tần số dao động. Cái kim dây của nó chạy khá là mượt, nhưng mà đối với cái phần tần số dao động cao thì chúng ta sẽ có cái độ tích cót của nó thì sẽ trung bình thôi. Cứ như bạn này là ở khoảng 38-40 tiếng tích cót các bạn ạ. Đó, mặt thì mặt màu trắng, nhìn rất là thanh lịch nhé. Rất là thanh lịch, rất là đẹp. Và size này thì sẽ phù hợp với các bác nào mà có cổ tay trung bình trở lên, từ khoảng 16 năm hay là 17 trở lên thì các bác đeo sẽ rất là đẹp. Đặc biệt là bạn này là bản giới hạn và bây giờ giảm giá rất là tốt quý vị nhé. Như bình thường như bạn này là nó khoảng độ như thị trường bây giờ nó bán khoảng độ 47 đến hơn 50 triệu. Nhưng em Quyết về cho các bác bạn này là chỉ săn sale giá tại Nhật về là chỉ khoảng hơn 20 thôi. Đấy, hơn 20 một chút thôi. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé các bác nhé. Liên hệ với em Quyết sẽ gửi cái giá cụ thể cho các bác về bạn này. Đó, khóa chống gãy dây này. Và khóa chúng ta sẽ có khóa giấu dây nhé. Khi mà mình đóng khóa vào thì cái khóa nó ở bên trong lòng cổ tay của chúng ta ấy, nó không có bị thò ra ngoài. Đấy, cho nên là nó rất là gọn quý vị ạ. Đó. Và em Quyết đã lên tay nhanh cùng các bác cùng bạn này nhé. Một bạn của nhà FC. Bản giới hạn có 2888 chiếc trên toàn cầu thôi.
Bạn này của em là chiếc 1095 ấy quý vị nhé. Một cái chiếc cũng có số rất là đẹp. Đó, tặng kèm một set này và giá rất là rẻ. Nó chỉ còn giá về tay các bác chỉ còn hơn 20 so với giá niêm yết của hãng, rơi vào đâu đấy khoảng độ 3-4 triệu, và bây giờ thị trường họ đang bán tối thiểu cũng khoảng 45-47 triệu. Và tất nhiên là những cái bản giới hạn này các bác sẽ không thể tìm thấy đâu, hoặc là có thể mà có thì nó sẽ bán cao hơn cái giá em Quyết đang săn ở tại cửa hàng rất là nhiều quý vị nhé. Nên là quý vị nào mà xem được cái video này sớm thì quý vị nên cân đối cái chiếc này, rất là đẹp. Và với cỗ máy đời cao của nhà FC nữa. Đó, cái thẻ tác này thì cái thẻ này thì chúng ta sẽ phải trả lại cho cửa hàng. Rất là tiếc về cái vấn đề là cửa hàng họ đã không có cho chúng ta, anh em ta cái thẻ này. Đó, nhưng mà giá niêm yết của hãng đây thì các bác có thể xem. Tiếp theo nha các bác nhé, tiếp theo là cũng là một chiếc của FC nữa. Bạn này thì đang có cái tag mã cho các bác là FC259ST5B5 nha các bác nhé. Giá bán niêm yết của hãng là 116.000 yên cộng thuế, tức là nó rơi vào đâu đấy khoảng độ 24-25 triệu, là giá chưa thuê phí gửi về, và đang có giá tại Nhật khoảng độ 24-25 triệu là phải giá cộng thuế các bác nhé. Đó, bạn này thì là một bản máy pin. Ngoài ra đây nhá, thì vào đây em có nói chuyện với các bác là em có nói chuyện với anh nhân viên ở cửa hàng đấy, anh ấy bảo là cái này thì sẽ được bảo hành 2 năm nhé. Trong vòng 2 năm anh em chúng ta sử dụng, nếu mà máy có hết pin ấy, thì anh em chúng ta sẽ được thay một quả pin mới nhé, giá miễn phí. Cũng là em cũng quyết cũng đang mua vào ngày 29 tháng 7 2024 ấy. Đó, để mấy cái này linh tinh ra đây. Rồi, chiếc này chúng ta thì sẽ được tặng thêm một cái bộ dây dù này nhé. Bộ dây dù này cũng rất là đẹp đấy các bác. Đây ạ, chúng ta sẽ có một bộ dây dù này. Bộ dây dù này là của hãng luôn nhé các bác nhé. Có cái dây dù này của hãng luôn, có cái chữ FC ở đây, có logo của hãng luôn các bác nhé. Đó, em xem nào. Đây, thì là chúng ta sẽ có một set như thế này đây. Chúng ta có một set như thế này. Đấy, có một set như thế này các bác nhé. Bàn này thì rất là đẹp, nhìn là máy pin thôi nhưng mà nó thật sự là thiết kế thì cấu hình của nó nhìn rất là đẹp luôn. Đồ xài kích thước cho các bác xem. Bạn này em quyết đang đo được xem đường kính là khoảng 40 này. Độ dày của bạn này là 9,3, 9,4. Và bạn này đang có phần càng của nó là 46.2 các bác nhé. Đấy, 46.2. Giá của bàn này thì là giá tại Nhật nó là khoảng 24-25 triệu, là giá này đã là bao gồm thuế, nếu mà cộng thuế vào nó rơi khoảng 24-25 triệu các bác nhé. Nó rơi khoảng 24-25 triệu. Đó, và như bàn này thì bây giờ về cho các bác thì nó sẽ là 12 triệu các bác nhé. Bàn này thì về để nếu bác nào lấy bàn này thì sẽ là 12 triệu. Bàn này đấy, báo giá luôn cho các bác là bàn này về là giá về tay là chỉ 12 triệu thôi. Cấu hình thì rất là đẹp luôn. Đây, bàn này thì nhìn nó rất là classic các bạn nhé. Đây, quay ra cái khung giờ này đi. Giờ này nhìn cho nó dễ nhìn. Thiết kế thì rất là classic các bạn nhé. Ghi luôn là classic ở phía góc 6 giờ này. Đó, ở trên phía góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của hãng này. Bên phía góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày. Và phía góc 9 giờ chúng ta sẽ có ô lịch thứ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ Swimming Mage nhé các bạn nhé. Đó, toàn bộ phần thân vỏ chúng ta sẽ được mạ PVD màu vàng. Thân vỏ được mạ PVD màu vàng. Núm cũng được mạ PVD màu vàng luôn. Đây, núm được mạ PVD màu vàng luôn. Thì chúng ta sẽ có, ở dưới này chúng ta sẽ có một cái núm để chúng ta chỉnh cái lịch này, lịch ngày. Và ở bên này khi chúng ta chỉnh lịch thứ thì chúng ta sẽ chỉnh một cái núm này các bạn nhé. Để chỉnh được lịch thứ bằng cái núm này. Kim thì các bác sẽ có hai kim hình kiểu hình lá liễu và cũng được mạ PVD màu vàng luôn. Mặt đây của chúng ta sẽ có mặt đây màu trắng, và trong này thì sẽ có những cái vân ở đây. Và trên mặt đây của những cái chấm chấm này là những cái lớp ni lông các bác nhé. Là ở đây đã đang có lớp nguyên siêu ni lông, em cứ không có bóc ra. Đấy, lớp mạ thì cực kỳ là đẹp, classic cổ điển các bác nhé. Classic Swimming Mage. Đáy máy thì chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản về đáy máy đây. Như bản này sẽ có là Swimming Mage này. Bên này chúng ta sẽ có là tên của hãng FC này.
Và đây đây con ta đây đúng không? Và bên này chúng ta sẽ có cái Classic, cái chiếc Classic này, thế rồi là 5 ATM này. Chúng ta sẽ có kính Sapphire này, tốc kính Sapphire nhé. Và bên này chúng ta sẽ có cái thông tin của số serial number. Đó. Số serial number các bạn nhé. Dây thì các bác sẽ có một bộ dây da cá sấu màu nâu nhé các bác nhé. Dây da cá sấu màu nâu này. Đó. Bên này nữa. Khóa thì chúng ta sẽ có khóa có logo của FC nhé. Và khóa cũng được mạ PD màu vàng, rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Và này đang có giá về tay cho anh em là 12 triệu anh em. Thế còn giá bình thường như của hãng là nó rơi là 25 hay 6 triệu đấy. Và này được giảm giá khá là nhiều. Đó. Ở đây là chiếc FC ạ. Chống nước 53, kính Sapphire, và này máy pin nhé. Anh em dùng trong 2 năm thì là có, nếu mà có hết pin hết việc gì thì là vẫn ok, thay pin miễn phí các bác nhé. Đó. Và bàn này thì được cái nữa là nó sẽ được tặng thêm một cái dây, tặng thêm một cái bộ dây của hãng nữa. Các bác sẽ được tặng thêm một cái bộ dây dù như thế này. Đây ạ, là được tặng, nó là một set của nó đây. Là dây, là dây chính hãng của hãng nhé các bác nhé. Logo FC đây ạ. Đó, logo FC các bác nhé. Đây logo FC, à, dây là dây, là dây chính hãng luôn đấy. Ok không các bác? Đây đấy, giá chỉ có 12 triệu thôi. Những cái dòng đồng hồ thủy sĩ này thì là anh em chúng ta không chơi thì chơi cái gì. Ở dưới này thì sẽ có những cái, chắc chắn là cũng sẽ có hộp giấy, sổ giấy tờ rồi, hộp sổ giấy tờ bảo hành rồi của hãng rồi. Đấy, trên này thì sẽ có rất là nhiều thứ tiếng này các bạn này, nhưng mà không có tiếng Việt. Đây nhá, trong này nhá, hộp sổ giấy tờ của nó đầy đủ trong này đây. À, sổ bảo hành nhá các bạn nhá, sổ bảo hành của hãng thì ở đây thì họ đã, ở cửa hàng họ đã ghi cho chúng ta rồi, còn sổ này là sổ trắng này. Đây là cái sổ hướng dẫn các bạn này, hướng dẫn sử dụng như là cái giới thiệu về sản phẩm của nhà FC. Đấy thì là nó nhìn nhận là có giấy tờ như thế này. Đấy thì toàn bộ đây nhé các bạn nhé, thì toàn bộ đây là mới nguyên tất cả đây thì FC để lại đây. Đó, thì còn một cái chiếc đặc biệt nữa, vô cùng đặc biệt nữa thì em sẽ lên tay cho các bác. Đấy, quên mất đấy. Đây cái này thì để chụp lấy kiểu ảnh. Chụp kiểu ảnh nữa để nhớ cái giá này. Sau này các bác nếu có hỏi thì sẽ có cái giá tốt cho các bác đấy. Và tiếp theo em quyết sẽ lên tay của các bác một chiếc nữa nhé. Một chiếc cũng là của nhà FC. Chiếc này cũng là bản giới hạn Limited. Là 1888 chiếc các bạn. Đó. Đây là cái bản này thì em cũng đang lấy ở đây đây. Cái mã ở đây thế cho các bác xem. Cái hộp của nhà FC các bác nhé. Thì cái hộp này thì có vẻ đang bị nhầm hộp ấy. Thì là em sẽ hỏi lại nhân viên. Là cái hộp của nhà FC đang là hộp nhựa đấy nhé. À, thế nhưng mà em sẽ lên cái đồng hồ trước để cho các bác xem tham khảo về cái mẫu này. Đó, ở trên này giấy tờ thì sẽ là đầy đủ giấy tờ như thế này các bác nhé. Giấy này là em cũng đang lấy, đã có ngày đầy đủ ngày 29 tháng 7 năm 2024 đấy. Đấy cũng là bảo hành ở cửa hàng này là 2 năm các bác nhé. Bảo hành tại cửa hàng này là 2 năm. Ngoài ra thì sẽ có thẻ bảo hành quốc tế nữa. Cũng là bảo hành quốc tế thì cũng sẽ bảo hành cả 2 năm. Tất cả ở đây nó có đều thông tin đầy đủ nhé. Chữ viết tiếng, chữ tiếng Nhật. Em quyết đang ở Nhật Bản, đang lấy ở tại cửa hàng ở Nhật mà. Bản này sẽ có cái mã cho các bác tham khảo là FC303HS56B nhé. Giá bán của hãng là nó sẽ là 210.000 yên cộng thuế. Có nghĩa là nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng độ 43-44 triệu đấy các bạn. Ngày 43-44 triệu chưa thuế phí gửi về đâu. Nó tầm 44 triệu chưa thuế phí gửi về. Nhưng hôm nay em quyết lên tay này thì nó... Bản này cho các bác thì nó rất là giá rất là tốt nhé. Nó chỉ còn loanh quanh khoảng độ trên 20 một chút thôi. Và giá thị trường thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng trên dưới 50 triệu. Khoảng 51 triệu em quyết thử xem thử. Là giá trên thị trường nó rơi khoảng 51 triệu. Đây và giá thực tế của cửa hàng đây. Và cái mã của nó đây thì các bác có thể tra tham khảo nhé. Đấy. Bản này cũng là bản phiên bản giới hạn đấy ạ. Và nếu như mà...
nhiều khi mình không có duyên thì cũng không thể nào mua được những cái phiên bản giới hạn này đâu các bác. Cho dù là có tiền chưa chắc đã mua được những cái phiên bản giới hạn này đâu nhé, nếu như mà không có duyên ấy. Đó. Thì đây là thẻ thác giấy ở tại Nhật mà em quyết đang lấy hàng ở tại Nhật cho các bác đây. Đấy. Bạn này thì có một bộ dây thì không có giống cái bộ dây của chiếc đồng hồ nào và của hãng nào cả. Nó là riêng biệt, nó là bản limited. Đấy, nó chỉ có hơn 1.000 chiếc thôi trên toàn cầu. Dưới này thì vẫn có tất cả những cái sổ sách rồi thì giấy tờ bảo hành của nhà FC các bác nhé. À, cái sổ hướng dẫn sử dụng ấy. Cái giấy hướng dẫn sử dụng, một quyển sổ như thế này. Có trong này có tiếng Anh nhé. Thì về các bác, về các bác có thể đọc tham khảo nếu như các bác nào biết tiếng Anh. Đó. Nhìn nó khá là sang trọng đúng không? Cho nhà FC đồng hồ Thụy Sĩ Freddy Contan đấy đúng không ạ? Đó. Dưới này thì sẽ có những cái giấy tờ đi kèm như thế. Thì em sẽ lên tay cái bạn này là sẽ đo kích thước cho các bác xem nhé. Các bác đợi em một chút, em chuẩn bị thước. Sẽ là đo cho các bác xem về cái thông số của bạn này. Ở đây, đợi em một chút. Đây ạ. Em quyết đang đo được bạn này với size mặt đường kính nó rơi vào khoảng độ 39.8. Thì nó rơi vào bạn đường kính là khoảng 40. Bạn này là dày là 10.8mm. Và chúng ta sẽ có phần càng của bạn này. Ở đây em quyết đo được phần càng của bạn này xem nào. Càng bạn này có 46.4 thôi. Thì bạn này sẽ phù hợp với các bác nào có cổ tay trung bình. Từ khoảng 15.5, 15.8 trở lên các bác đeo sẽ rất là đẹp. Bởi vì size của nó là cái size 40 thôi. Đó. Bạn này thì nhìn nó khá là thể thao, hầm hố. Và thiết kế nó cũng đơn giản, không có phức tạp gì. Đúng không ạ? Thiết kế rất là đơn giản thôi. Trên bàn này thì gồm có 3 kim và một ô lê kiểu về góc 6 giờ. Về góc 12 giờ chúng ta sẽ có chữ logo của nhà FC Friday Conta. Và chúng ta sẽ có cái phần ô lê kiểu về góc 6 giờ với nền trắng chữ đen. Và logo biểu tượng cái của Harry nhé. Harry ở phía góc 6 giờ chính là cái chiếc xe đua đúng không ạ? Kim chúng ta sẽ có kim giờ kim phút. Là có đính dạ quang rất là lớn nhé. Và kim thì được nung màu xám ghi. Kim dây chúng ta cũng sẽ có màu xám ghi nữa. 12 bộ cọc số chúng ta sẽ có là thép nguyên bản và nung màu xám ghi, cũng như là có dạ quang ở trên toàn bộ đầu 12 bộ cọc số. Vần đeo mặt chúng ta sẽ có cái chủ đạo là vần màu trắng và có hai lòng nhé. Dây chúng ta sẽ có là một bộ dây da và có những cái lỗ này nó khoét nhìn nó khá là độc lạ. Đó, cũng như là chúng ta sẽ đeo thì nó sẽ thoát mồ hôi tốt hơn, nó sẽ thoáng tay hơn và nó sẽ cái trọng lượng của nó thì sẽ nhẹ hơn nhé. Còn khóa chúng ta sẽ có cái khóa xiên và có logo của nhà FC các bác nhé. Đó. Thì với cái khóa xiên và khóa bướm thì là nó sẽ cái nào thì nó cũng có cái hay riêng của nó nhé. Khóa xiên này thì các bác nào mà cổ tay trung bình các bác đeo thì nó sẽ ôm tay hơn. Đó, thì các bác có cổ tay nhỏ các bác mà đeo khóa xiên thì nó sẽ khó đeo hơn. Bên phần đốm chúng ta sẽ có cái cũng có hình logo của nhà FC của hãng đúng không ạ? Phần đốm cớ răng cưa nhé. Ở dưới phần đáy máy thì sẽ có những thông tin cơ bản đây. Bạn này thì sẽ là chống nước là 5 ATM tương đương 50 mét nước này, kính sapphire đúng không ạ? Chúng ta có kính sapphire. Và bản giới hạn 1888 chiếc limited quý vị nhé. Và bản này của em là đang có là 1331 trên 1888 chiếc trên toàn cầu. Tức là tổng tất cả bản này trên toàn cầu là chỉ có 1888 chiếc thôi. Bản limited giới hạn là trên toàn cầu là chỉ có thế thôi. Friday Contan là của hãng nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái hình một cái chiếc xe rất là đẹp ở dưới phía góc dưới đáy máy này đây. Đáy thì chúng ta sẽ có đáy máy kín. Đó. Và tất cả đây thì nó đều nguyên siri lông nhé các bác nhé. Siri lông mới. Em quyết đang lấy ở cửa hàng và em quyết xin phép không bóc ra. Đó. Bạn này thì nhìn nó rất là sang trọng đúng không ạ? Và mang một cái phong cách thể thao. Đó.
Đây là của em là 1331 nhá, trên 1888 chiếc. Máy cơ automatic, kính sapphire. Đó, phần mặt thì nhìn nó khá là thể thao. Đó. Và giá thì rất là rẻ các bác nhá. Thì bây giờ bạn này về như kiểu bản giới hạn này mà giá về tay cho các bác chỉ loanh quanh chỉ có trên 20 triệu một chút thôi. So với giá niêm yết của hãng là khoảng hơn 40 và giá thị trường bán là trên 50 triệu các bác nhé. Đó. Thì em quyết lên tay giới thiệu cùng các bác ba chiếc đồng hồ của nhà FC. Dòng đồng hồ Thụy Sĩ cũng rất là đắt đỏ trong thế giới đồng hồ đấy ạ. Và có cái giá em quyết săn ở tại Nhật nó cũng khá là tốt. Thì là các bác nào có nhu cầu xin liên hệ với em qua số thông tin cá nhân của em có để dưới phần mô tả của video cũng như là có để hiển thị trên màn hình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ cho kênh YouTube của em Quyết Nguyên Japan. Nếu chị thấy em Quyết chia sẻ chân thành thì để xin để lại cho em Quyết là like, là thích, ủng hộ cho kênh YouTube của em Quyết Nguyên Japan quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ cho kênh YouTube của em. Em Quyết xin dừng lại video ở đây và xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn trong những video lần kế tiếp. Em Quyết xin mến chào, hẹn gặp lại toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại.